Nga hé lộ chiến thuật hiệp đồng bằng pháo HIMARS của Ukraine, hệ thống HIMARS và các pháo phản lực đời cũ của Ukraine thường đánh hiệp đồng để gây khó cho lưới phòng không Nga. Interfax dẫn nguồn dầu tên. Các loại đạn pháo phản lực như HIMARS, SMEK hay Uragan khi bắn riêng lẻ không phải là mục tiêu khó nhằn với lưới phòng không đa tầng của Nga bởi chúng có đường bay cố định, tốc độ pha cuối thấp và không có biện pháp gây nhiễu phòng không. Có những lần toàn bộ loạt 6 quả đạn HIMARS đều bị tên lửa phòng không đánh chặn. Nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề tiết lộ với hãng thông tấn Nga Interfax. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết quân đội Ukraine đã khắc phục nhược điểm này bằng cách sử dụng kết đòn tấn công hiệp đồng ồ ạt với nhiều loại pháo phản lực khác nhau nhằm vào những mục tiêu ít được lưới phòng không bảo vệ. Đạn pháo HIMARS, Uragan, Smoke và tên lửa đạn đạo chiến thuật Tosca thường được phóng đồng thời vào khu vực phòng không. Đối phương còn sử dụng máy bay không người lái Tu-141, 143 làm mồi bẫy, số lượng mục tiêu lớn có thể gây quá tải lưới phòng không giúp một số quả đạn đánh trúng đích. Nguồn tin cho hay, đồng thời, cáo buộc quân đội Ukraine tấn công nhiều cơ sở hạ tầng dân sự tại khu vực Nga kiểm soát ở miền nam đất nước. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này. HIMARS là pháo phần lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp. Mỗi hệ thống được biên chế kíp vận hành 3 người, mang được 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227 ly với tầm bắn từ 70 đến 80 km. Mỹ cam kết chuyển giao 12 bệ pháo HIMARS cho Ukraine, ít nhất 4 tổ hợp trong số đó đã bắt đầu khai hỏa ở nước này. HIMARS giúp lực lượng Ukraine tấn công xa hơn từ ngoài tầm bắn của nhiều vũ khí phản pháo trong biên chế Nga. Đây được đánh giá là loại vũ khí thấp hy vọng cho Kiev khi các binh sĩ Ukraine tin rằng nó có thể giúp họ tạo ra đột phá trên chiến trường. Moscow nhấn mạnh động thái bơm vũ khí của phương Tây cho Kiev sẽ chỉ làm kéo dài xung đột, đồng thời nhiều lần thông báo tập kích các kho đạn dự trữ của hệ thống HIMARS.